Lựa chọn pin cho máy đo huyết áp như thế nào? Và Sơn xin chào bà con ha. Có rất là nhiều trường hợp mình mua cái máy nó rất là nhiều tiền, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, bảo hành cho mình là 5 năm nhưng mà mới xài có 2-3 năm là bị chảy pin hư máy, và những cái trường hợp như là rớt nước, chảy pin hay là bị va đập á, thì hãng lại không có bảo hành thì rất là tiếc ha. Nên là Hoàng Sơn khuyên cô chú mình nên mua những cái dòng pin tốt tốt, những dòng pin Alkaline. Tại cái pin thường á nó sẽ đo được vài lần nó sẽ hết pin, còn những cái pin khô như này mình đo được gần cả năm luôn đó, và mình để cả năm trong đây á nó cũng không bị chảy pin. Dòng máy đo ở bắp tay á, dòng máy to như này nè, thì thường là mình xài pin lớn là pin 2A. Pin này là pin cho những cái đồng hồ ha, đồng hồ treo tường. Còn những dòng máy mà đeo ở cổ tay á thì mình sẽ xài viên pin là 3A, pin nhỏ hơn. Cô chú ha, đây là pin 2A ha. Đó, là pin có chữ Alkaline. Pin Alkaline là pin khô nè. Mình xài được cũng được khá là lâu và nó sẽ không bị chảy pin hư máy. Bốn viên như này thì tầm 5 đến 60 ngàn nhưng mà mình xài được bền. Còn những viên pin mà như cho đồ chơi trẻ em á thì nó sẽ nhanh hết pin và nó sẽ dễ bị axit chảy pin hư máy nha. Thì cái máy to như này nè, máy huyết áp ở bắp tay thì mình xài là 4 viên pin 2A. Còn những dòng máy cổ tay thì mình chỉ xài 2 viên pin thôi. Đây là pin 3A ha. Pin này thì xài cho những cái như là remote máy lạnh, remote TV. Những cái dòng máy huyết áp á, thì nó rất là bền. Đó, chỉ có cái lỗi là hay bị chảy pin hư máy. Nên là cô chú mình nếu mà như để xài bền á, thì mình chú ý nhớ mua pin tốt nha. Đó. Đây là 4 viên pin 2A. Cô chú mình thấy ha. Mình lắp 4 viên pin vào đây. Rồi nếu mà có gì thắc mắc thì cô chú có thể liên lạc với Hoàng Sơn hoặc là xem thêm những video về cách khắc phục lỗi tại nhà nha. Và những viên pin như thế này thì Hoàng Sơn có giao hàng tận nơi. Cô chú có thể liên lạc với Sức khỏe 60 giây để gửi bưu điện về tận nhà nha. Cảm ơn cô chú đã theo dõi nha. Có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc có thể xem thêm những video khác cách khắc phục lỗi tại nhà và sử dụng những dòng máy thiết bị y tế, cách lựa chọn. Hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo.